Mua gì ở đâu? Việt Trung và Phương Nguyên rất vui khi gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả rất nhiều những thông tin về các sản phẩm độc đáo và đặc biệt hữu ích cho không gian sống hàng ngày. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Mở đầu chương trình là một thông tin vui cho người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 19 tháng 7, một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đã mở cửa trở lại với lượng sạp hạn chế. Đồng thời, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại chợ cũng được thắt chặt hơn nữa. Ghi nhận tại chợ Bình Thới, quận 11, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến mua sắm sau nhiều ngày chợ tạm ngưng hoạt động. Toàn chợ Bình Thới có gần 300 tiểu thương bán thực phẩm, nhưng chợ hiện nay chỉ sắp xếp khoảng 85 tiểu thương bán hàng vào mỗi ngày và sẽ thay đổi luân phiên để phòng dịch. Theo đó, chợ thực hiện phát phiếu cho người đi chợ cách ngày. Số lượng khách mỗi đợt vào chợ cũng được giới hạn không quá 100 người. Trên phiếu đi chợ sẽ có mã QR code để ban quản lý tiện theo dõi khai báo y tế và thông tin của người dân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có trên 46 trên tổng số 237 chợ truyền thống đang được hoạt động, trong đó chợ Nguyễn Tri Phương, Phú Thọ, Bình Thới là ba ngôi chợ vừa được khôi phục hoạt động sau một thời gian đóng cửa để thực hiện các công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc mở cửa trở lại chợ truyền thống sẽ giúp quá trình mua sắm của người tiêu dùng trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, quý khán giả cần tuân thủ triệt để các quy định phòng chống dịch khi đi chợ. Còn tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh các dịch vụ giao hàng của siêu thị và cửa hàng thực phẩm, thì trong thời điểm giãn cách xã hội, tại đây có thêm điểm dịch vụ shipper áo xanh. Trước thực tế địa phương, có nhiều hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn bất tiện trong việc đi lại mua sắm thực phẩm thiết yếu, các bạn trẻ đã tập hợp lại và trở thành những shipper áo xanh, thực hiện nhiệm vụ giao hàng hoàn toàn miễn phí cho người dân trong 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, khi có nhu cầu mua các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, rau củ, nhu yếu phẩm, người dân chỉ cần gọi đến số điện thoại của mô hình. Sau đó, shipper áo xanh sẽ tổng hợp lại những đơn hàng, tiến hành đi mua sắm và giao hàng đến tận nhà. Với dịch vụ này, chi phí giao hàng là hoàn toàn miễn phí. Các shipper chỉ nhận lại số tiền đã ứng trước để mua thực phẩm. Ngoài hoạt động giao hàng miễn phí vận chuyển, các shipper áo xanh còn tổ chức tặng thực phẩm thiết yếu cho những người bán vé số, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và người già neo đơn. Quý vị thân mến, vốn là loài cây dại mọc hoang, nhưng trong thời gian gần đây, cây rẫy voi đã được nông dân tại làng Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhân giống và chăm sóc để làm cây kiểng. Rất bất ngờ là sản phẩm này đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Cây rẫy voi thuộc nhóm cây thân thảo, có hình dáng giống như là cây môn. Đây là loại cây ưa ẩm. Sau quá trình sinh trưởng lâu năm, cây có thể đạt từ độ cao 2m đến 3m với những chiếc lá có kích thước lớn. Ngoài ra, cây còn có thể nở hoa và kết thành buồng trái có màu đỏ. Cây rẫy voi phù hợp để trồng trong công viên, sân vườn nhà phố, biệt thự hoặc chuyển vào trồng trong những chậu lớn và đặt tại các khu du lịch sinh thái, resort hay là khách sạn có không gian rộng rãi. Ngoài chức năng làm kiểng, trang trí cho không gian sống, cây rẫy voi còn được biết đến như là một loại thuốc nam. Nhờ các ưu điểm như là dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, nên cây rẫy voi được một số nhà vườn tại Sa Đéc chăm sóc và bán quanh năm. Hiện cây cao khoảng 1m đang được thương lái thu mua với giá là 60.000 đồng một cây. Thưa quý vị, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ mây tre lá vốn là thế mạnh của các làng nghề truyền thống Việt Nam. Thay vì chủ yếu được dùng làm quà lưu niệm như trước đây, thì một thông tin vui đó là hiện nay các sản phẩm trên đã được ứng dụng nhiều hơn vào cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong nội thất. Cụ thể, các cửa hàng đã tìm kiếm sản phẩm thủ công từ cói, tre, lục bình tại những làng nghề truyền thống trên khắp cả nước, từ Chương Mỹ, Hà Nội, Nga Sơn, Thanh Hóa, cho đến các làng nghề tại Vĩnh Long, Trà Vinh. Tất cả đều được tuyển chọn và đặt thiết kế riêng để phù hợp với thị hiếu và xu hướng thiết kế nội thất hiện nay. Từ cái tre nguyên liệu mà trẻ ra thành tăm, từ tăm mà dệt thành những cái tấm mảnh, rồi từ những cái mảnh bắt đầu họ mới chuyển tải thành những cái sản phẩm cụ thể. Các quốc gia khác là không có, hoặc là các quốc gia khác có nhưng mà họ lại đi theo cái chiều hướng công nghiệp chứ không đi theo chiều hướng thủ công. Cái mạnh tiếp theo của Việt Nam thì là cói và lục bình. Nó vì là cái vùng nguyên liệu cói của Việt Nam thì trải dài theo cái vùng duyên hải từ Bắc đến Nam, nó rất là nhiều và cái chủng loại cũng giống như chất lượng khác nhau.
Thông thường các sản phẩm đan lát thủ công từ mây, cói, tre, lục bình của Việt Nam chủ yếu có lối thiết kế đơn sắc và nhã nhặn, nhằm tôn lên chất mộc mạc, dân dã của sản phẩm. Tuy nhiên, tại những thành phố lớn từ Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, quý vị khán giả cũng có thể dễ dàng chọn lựa các sản phẩm hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày như mảnh trải bàn ăn, miếng lót đĩa, giỏ và kệ đựng bánh trái. Tất cả đã được khoác thêm lớp màu sắc mới thời thượng hơn, nhưng vẫn phù hợp với xu hướng mang chất mộc của thiên nhiên vào không gian sống tại đô thị. Sau hơn 10 năm, bộ sưu tập đồ gốm sứ của anh Trương Đình Bảo Long đã đạt con số hơn 1.000 sản phẩm. Từ đĩa, ấm trà cho đến bình cổ được tìm mua cũng như là đấu giá từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đa số các sản phẩm trong bộ sưu tập thuộc dòng gốm Satsuma của Nhật Bản. Những sản phẩm gốm sứ cổ được anh Long lựa chọn theo 4 tiêu chí bao gồm: đây là sản phẩm thuộc quốc bảo của Nhật Bản, sản phẩm được các nghệ nhân mà tên tuổi đã được thế giới vinh danh chế tác, hay những sản phẩm được hoàng gia Nhật sử dụng và phải là những món độc bản chỉ có một trên toàn thế giới. Khác biệt với những dòng gốm sứ khác ở chỗ là nó tinh xảo, nó được vẽ vàng một cách sang trọng và nó không phải là những cái tác phẩm được sử dụng trong cái lưu truyền nhiều trong nhân gian. Nó được giữ rất là đẹp từ ngày sản xuất ra cho đến hôm nay. Đây là một cái bộ sưu tập mà nhiều người trong nghề rất mơ ước. Và cái mơ ước là làm sao mà nếu mình chỉ làm được một cái sản phẩm trong những cái sản phẩm này là đạt một cái niềm mơ ước và vinh dự của một cái người làm nghề. Trong tương lai, anh Long cùng người bạn của mình sẽ tìm kiếm thêm nhiều sản phẩm quý hiếm để có thể hoàn thành một bảo tàng gốm cổ Satsuma Nhật Bản. Bên cạnh đó, bộ sưu tập đồ gốm cổ Satsuma kể trên cũng được chủ nhân dự định sẽ đăng ký xác lập kỷ lục. Lips là một hãng sản xuất thiết bị chiếu sáng gia đình với các thiết kế hiện đại, phù hợp với thế hệ người dùng trẻ. Mới đây, thương hiệu này đã được giới thiệu mẫu bóng đèn LED thông minh Lips Color A19. Tuy vẫn có thiết kế tương tự như các loại bóng LED hiện nay, nhưng điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là được tích hợp bộ điều khiển thông minh có thể kết nối Wi-Fi và điều khiển thông qua ứng dụng thông minh Alexa của Amazon. Điều này cho phép người dùng có thể tùy ý thay đổi màu sắc của bóng đèn giữa hơn 360 màu cơ bản cùng với hàng triệu dải màu khác nhau. Sản phẩm có giá chỉ khoảng 1 triệu đồng và được bán tại Amazon.com. Xôi bắp hạt sen ăn cùng gà hấp mắm nhỉ. Mới nghe tên đây thôi đã thấy hấp dẫn rồi nhé. Bắt tay vào chế biến ngay thôi nào. Đầu tiên, cần luộc hạt sen và bắp. Hạt sen với bắp đã chín thì đem đi trộn đều với nếp đã được ngâm 8 tiếng. Rồi hấp trong 30 phút. Nước hấp gà chính là bí quyết giúp món ăn được đậm đà hương vị. Thắng đường cho đến khi đường chuyển thành dạng lỏng và có màu nâu. Tiếp đến, cho vào nước mắm nhỉ, hành, tỏi, tiêu sọ và ớt. Rưới đều mắm lên thân gà rồi đem đi hấp. Wow, bạn đã hoàn thành món xôi bắp hạt sen cùng gà hấp mắm nhỉ rồi đó. Bắp có vị ngọt dịu, lẫn trong hạt sen và gạo nếp, tạo nên mùi hương cực kỳ quyến rũ. Chỉ mới ngửi mùi thôi mà đã thấy ngất ngay rồi. Giá gà được phủ bởi một lớp màu vàng ươm của mắm nhỉ, nhìn hấp dẫn làm sao. Xôi vừa bùi, vừa béo lại thơm, ăn cùng với thịt gà dai, đậm vị mắm nhỉ. Cứ một miếng gà, rồi một miếng xôi, hết khi nào không hay đó nha. Hương vị ngọt ngào của chè bắp sẽ là đoạn kết hoàn hảo sau tất cả đại tiệc hoành tráng ngày hôm nay. Cô Hiền Minh đã tự tay lựa chọn những trái bắp ngon lành rồi bào lấy hạt bắp, vò nếp ngỗng với nước lạnh, nấu cùi bắp để có được chất ngọt tự nhiên từ bắp, sau đó đổ nếp vào nồi, nấu cùng với lá dứa. Chắc chắn là chè sẽ ngọt thơm lắm đây. Khi nước sôi, đổ phần hạt bắp vào nồi, nêm thêm đường cát cho tròn vị chè. Nấu cho đến khi chè sánh lại như thế này là hoàn tất. À, quên mất, món chè Nam Bộ thì không thể thiếu nước cốt dừa. Quậy bột gạo, bột năng với nước, rồi đổ hỗn hợp bột này vào nồi, khuấy đều tay cho bột không vón cục. Khi bột sôi, đổ phần bột nước cốt dừa hòa tan vào. Giờ thì chén chè bắp ngon lành cùng nước cốt dừa béo ngậy chính thức ra mắt được rồi. Chè thơm mùi bắp và lẫn lá dứa, ngọt dịu vừa phải, thật dễ khiến cho người ta phải lòng.
Quý vị thân mến, Mách Nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.